Đúng vậy, nhưng mà cái quả này nó vỏ hơi mỏng. Có thêm cân. Bà
10.000 cân. Không. Bao nhiêu ạ? Của là số phận. Ai ăn thì ăn qua, không làm thì không. Thôi được rồi, em cứ ăn thôi. Em một tí à, ăn sở thối. Năm lạng ra. Về không ngon mang ra giải nha. Bán đắt là phải đảm bảo ngon chứ. Cái này phải ổn lên tí có mà đây này, hàng một đống người ta ăn hết rồi. Ăn hết người ta cũng lấy đi rồi. Bây giờ cần bao tiền? Cái này 15.000. Người ta ăn người ta cũng mua hết rồi. Cái gì á? 15.000. À 30.000 chứ. Đang bảo là cái này. Thank you.